tại đây là con dao di động nè, đây là con dao di động, còn đây là con dao tĩnh đó. Giả sử như mà trường hợp mà con dao tĩnh này nó mòn mình có thể mài được, mà con dao di động này nó mòn hoặc nó mẻ đi mình đổi cái mới đó. Nếu mà mình đổi cái mới thì mình tháo lỏng con ốc này ra, mình tháo con dao di động, trường hợp cách chỉnh của con dao xén này á, trường hợp cách chỉnh con dao xén, đây là con ốc lục giác 3 ly nè, những ốc lục giác 3 ly này có tác dụng là lúc mình chỉnh dao xong rồi mình khóa con dao lại đó. Còn cái con ốc lục giác 2 ly này có độ tác dụng là ép dao đó. Còn con ốc 4 ly này nè có tác dụng là xê dịch da dao ra vào đó. Xê dịch da dao ra vào, cái trường hợp mình mở lỏng ra nè đó, mở lỏng ra rồi mình gõ vô đó. Giả sử như hiện tại giờ nó đang ôm bờ, giả sử muốn cho nó bờ cho nó mực vô một tí thì mình gõ nó vô một tí đó. gõ vô đó. Rồi bước đầu tiên đó là chỉnh dao ra vào, xong mình siết mình phá là phá cứng rồi đó, phá cứng rồi đó. Xong đồng thời lúc đó mình mới chỉnh con dao tĩnh và dao di động làm sao cho đúng nè đó. Trường hợp đó là mình phải xây kim xuống tận cùng dưới nha đó, phải xây kim xuống tận cùng dưới đó. Rồi lúc đó mình mới bỏ con dao di động vô, bóp cái cò nè, bóp ra đó. Lúc mà kim đi xuống tận cùng dưới, nghĩa là con dao tĩnh, thấy cái mép con dao tĩnh này không, con dao di động vừa qua khỏi con dao tĩnh tầm vừa xuống tí thôi, sâu quá thì lúc mà bỏ hàng vô may thì nó lúc chém lúc không, rồi nhẹ nó xuống đó, vừa chạm tới mỏ dao thôi. Mời phải hàng 13 về phòng đó. Lúc đó đồng thời mình đó, giờ chạm có vẻ là ok nha bà con. Trước khi mà lắp con dao tĩnh á, là con dao tĩnh này nè, trước khi mà lắp con dao tĩnh này nè, luôn luôn lúc nào cũng phải ngang bằng với cái mặt nguyệt hết đó. Luôn lúc nào phải ngang bằng với mặt nguyệt. Giả sử trên mặt nguyệt á thì mình đưa giải vô thì nó bị dướng, chạy nó cái bờ nó không được đẹp đó. Bây giờ nhắc lại vấn đề chính này, trước khi mà chỉnh con dao tĩnh dạng dao di động á, là bước đầu tiên là mình phải quay kim xuống tận cùng dưới, rồi lúc đó mình mới chỉnh con dao di động. Mình chỉnh xong rồi lúc đó mình mới phá đó, mình phá con ốc ba ly lên nè, phá cứng con ốc ba ly lên, phá cứng lên. Phá cứng con ốc ba ly lại nha mọi người. Đó. Mà trước khi mình chỉnh á, mình chỉnh mà chạy mà hàng thun mỏng á, là mình phải cho nó có độ đàn hồi tí đỡ lục dao. Mà giả sử như mà mình chỉnh con dao xén này á, mà qua đoạn dày hoặc qua đoạn thun tròn á, là bắt buộc mình phải ép con dao thì cứng, lúc đó nó mới xén ngọt được. Thường thường qua điểm dày mà lên mai hàng dày mà lên ngã 3 ngã 4 đồ mà nó xén không ngọt á, là bắt buộc lúc đó mình phải ép con dao này vô hết cỡ, rồi đó mình mới ép cái hàng này vô, không cho độ ra vào được đó. Còn mà đối với mà hàng thun mỏng á, đồ á, thì mình cho con dao này cho nó cho khoảng ở con dao nè, có thể xê dịch ra vào được, nghĩa là chạy nó lâu mòn dao. Mà mình giả sử như mà dao mới á, mà mình bỏ vô á, mà mình ép luôn con dao á, là sẽ mau tình trạng mau bị lục lắm đó. Một chút thì trường hợp đó là đa số mặt hàng mỏng thì mình chỉnh muốn lâu mài dao thì mình cho độ đàn hồi, mở lỏng ốc này ra, nới ra đây một tí
Còn mà giả sử như mà hàng dày thì mình ép vô hết cỡ, mình ép vô hết cỡ vậy nó sẽ ngọt. Chúc mọi người thành công nha.